Và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world nữa của mình. Thì hôm qua sau khi mà mình lướt ở trên Facebook á các bạn, và lướt ở trên YouTube nữa, thì mình mới thấy được một số cái comment gọi là thử thách của các bạn đặt ra cho mình rất là vui luôn. Và mình đã tìm thấy một cái thử thách rất là thú vị, đó chính là gì nào? Đó chính là có một bạn đã đặt cho mình một cái thử thách là bắt cua thua là phạt. Có nghĩa là khi mà mình chơi bắt cua á, mà mình bị té, mình chết, thì mình sẽ phải chịu một hình phạt. Và hình phạt của bạn ấy đó chính là ta-da, đố các bạn đây chính là gì nào? Mấy bạn có thể xem đây chính là những cái đồ gọi là kẹp bức tranh các bạn, mấy bức tranh bức ảnh á, chúng ta có thể sử dụng cái này để kẹp lại hoặc là dùng để kẹp quần áo cũng được. Đây nói chung cái này là cái kẹp đó. Thì cái kẹp này khi mà mình chơi bắt cua á, mà mình bị té mình chết, thì mình sẽ phải kẹp một cái kẹp lên trên mặt của mình đó, kiểu thế này nè đó, hiểu không? Trời ơi, ui đau vãi. Cái này là kẹp bằng gỗ cho nên nó rất là đau các bạn ơi, rất là đau luôn. Thôi mặc kệ, ok, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện thử thách này nha anh em. Mình cảm thấy cái thử thách này khá là vui đó. Và trước khi mà mình thực hiện cái thử thách này, các bạn đừng quên là nhấn vào nút subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình. Kèm theo đó ủng hộ cho mình một nút like và một nút chia sẻ lên Facebook để ủng hộ cho mình nữa nha anh em. Ok, và chúng ta bắt đầu vào video nào, let's go. Rồi ok, để mình xem nào. Ở đây là một cái map gọi là mấy bạn ấy xây nhìn rất là cute luôn á. Rồi để mình bay lên thử nha. Rồi bây giờ cứ mà bắt cua chết một mạng thì sẽ phải kẹp một cái kẹp bên trên mặt. Coi bộ thử thách này hơi bị đau quá nha. Rồi bây giờ mình sẽ không có ngu gì chọn mấy cái đường khó cả. Mình sẽ chọn cái đường dễ để mình đi, các bạn hiểu không? Đó, chọn mấy cái đường dễ mà đi. Ai? Cái này. Chọn mấy cái đường dễ mà đi. Ai? Cái này. Vãi nồi. Rồi xong. Ôi, chọn đường dễ mà vẫn chết, các bạn thấy không? Thôi thôi xong rồi. Rồi, ok. Một cái đầu tiên nha. Kẹo cho mũi. U, đâu phải nồi bạn ơi. Rồi tiếp nha. Mình sẽ thử nè. Lại nào, tập trung. Kẹp cái này mà kẹp một lần 10 cái lên mặt chắc là banh cái mặt mình luôn á. Ok. Rồi. Ui đau quá. Ui. Đâu phải. Nhưng mà cái này là hình phạt mà, cái này là thử thách mà, mình phải làm thôi đúng không? Thử thách các bạn đặt ra cho mình mà. Ui, đau quá. Từ từ các bạn đợi mình tí. Mình chỉnh nó sâu vào trong cho nó đau. Ê, đau quá. Ok, đau quá bạn ơi. Đau vải chưởng luôn á. Để mình ăn thịt gà vô mình chạy cho nhanh đó bạn ơi. Chứ không thôi là coi như là chết thêm một mạng nữa, là gắn thêm một cái bên mũi bên đây nữa là đau chịu không nổi luôn á. Rồi, nhảy lên đây nè. Rồi ok, xỏ nhảy qua đây. Dạo gần đây mình rất là ít livestream cho nên là mình không có chơi bắt cua nhiều, cho nên là mình chơi dở lắm, trời là trời. Bây giờ mình nghĩ mà mình không vượt qua xong cái map này ha, mà mình chết hoài á thì mình sẽ kẹp nét cái mặt mình luôn á. Rồi bây giờ là nhảy qua đây đúng không? Nhảy qua đây nè, sẽ leo lên đây. Lưu điểm hồi sinh lại. Cái này là gì đây? Chui vô à, bơi xuống dưới đây các bạn ơi. Mình phải bơi xuống dưới đây nè. Ui đau quá. Ui. Kiểu này á bạn, nó còn cái hình phạt này nó còn kinh khủng hơn là vừa bắt cua vừa hát nữa. Vừa bắt cua vừa hát á nó chỉ khó thôi. Còn cái này á là nó đau. Nó gắn trên mặt mình đúng đau luôn á. Ok, rồi. Màu xanh với màu vàng bên nào dễ hơn ta? Chắc màu xanh nha. Mình sẽ nhảy bên màu xanh. Ây, trời ơi, chị nhảy nhanh đó làm gì? Trời ơi, nhảy nhanh làm gì để té chết? Ôi, thôi xong rồi. Ok, cái thứ hai. Chắc đeo bên mũi bên đây quá. Đau quá bạn ơi. Ok. Tí nữa gỡ ra đỏ hết lỗ mũi luôn à. Ây, chết nữa rồi. Ok, cái thứ ba. Thôi xong rồi, kỳ này là nét cái mặt rồi. Kẹp vô ở giữa đi. Ây da, đau quá. Chịu nổi luôn á. Ok, kẹp trên. Không được rồi, thì thôi mình sẽ kẹp kẹp ở bên má mình đi. Đó, ok. Nói chung là tôi không hiểu lý do vì sao mà mấy ông có thể nghĩ ra được những cái hình phạt mà nó bựa đến như vậy luôn á. Tôi không hiểu luôn á. Những cái hình phạt thật là gọi là hấp dẫn, hiểu không? Rồi, qua được rồi. Đậu phộng nó, cái đường đó làm cho mình bị kẹp lên lần 3 cái luôn. Ui, chỗ này phải bắt cua bám tường leo lên nè. Bên đây dễ hơn mà không nhảy. Thôi không sao, bắt cua, bám tường á, bám tường không được à. Tại sao lại bám tường không được? Đau quá à. Ôi. Ok, cái nữa nha. Ôi. Như mọc hai cái râu á bạn. Đau vậy đèn. Ây da. Ui đau quá, thôi kẹp dưới cầm đi. Kẹp dưới cầm đi, nhìn cho nó giống cái râu. Đó, các bạn thấy mình, thôi. Đường bên đây dễ hơn, đi đường này. Mấy bạn thấy gọi là nhìn mình giống như mình đang bị già đi không? Mình có râu rồi nè. Ok, nhảy qua.
Đó, đi đường bên đây phải dễ hơn không? Vậy là từ bây giờ là cái đường màu xanh là dễ hơn đúng không? Đường bên đây là dễ hơn đúng không? Đường bên đây là cái đường dễ đúng không? Ok, mình sẽ nhảy vào đường dễ. Mình sẽ không có ngu gì mình đi đường khó hay là đường trung bình đâu. Tại vì cái này là thử thách này đau lắm cho nên là không thể nào mà chơi ngu được, hiểu không? Rồi nhảy cái này, sẽ gạt cái cần gạt. Rồi, bay vô hồ nước. Yeah! Bay vô hồ nước xong, bay đây. Rồi, nhảy qua đây. Rồi, nhảy qua đây. Ok. Rồi, qua được rồi. Bây giờ nhảy lên đây nè. Đó, nhảy qua đây. Rồi nhảy xuống cầu thang bên đây. Đó, rồi nhảy xuống cầu thang dưới đây. Ok, hợp lý, hợp lý. Không biết cái map này dài không ta? Cái map này mà dài quá thì mình bị kẹp nhiều quá thì mình sẽ thua nha các bạn. Kẹp gọi là quá 10 cái là mình sẽ thua nha. Rồi, ok, hiện tại trên mặt mình là 1 2 3 4 rồi đó, 4 cái rồi đó nha. Hy vọng là mình sẽ không bị chết thêm 6 lần nữa là kẹp hết 10 cái mặt luôn á. Ui, đau quá. Mấy ông nào mà gọi là kêu là tôi diễn thử, mấy ông thử kẹp giống tôi đi, mấy ông sẽ hiểu được cảm giác đau đến cỡ nào. Nó đau chịu không nổi luôn á. Rồi ok, chạy xe qua bên đây nè. Xe lửa. Quẹo quẹo. Ok, qua rồi. Bây giờ là bơi đây đúng không? Ui, cái hồ này sâu nha. Bơi kiểu này coi chừng bị chết đuối đó. Ui, có khi nào chết đuối không ta? Chết đuối cái là coi như là mình phải gọi là đeo thêm một cái nữa đó. Đau lắm. Chết vì lý do gì cũng vậy là cũng phải đeo hết. Trời là trời. Ok, lên được rồi. Lưu điểm hồi sinh nè. Nhảy qua đây, xuống đây, xong nhảy lên đây. Nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Ok, qua được rồi, an toàn. Bây giờ là ok, vậy thì dễ rồi. Bước lên này cho nó mở cửa ra xong nhảy qua. Ok, ăn ổn mì vô để hồi máu đã. Rồi, quá 6 cái trên mặt rồi nha. Lấy thêm chiếc xe nữa đúng không? Ok. Rồi, xe lên, chạy. Rồi, tới nơi chưa? Quên chưa? Hay bánh kem nè, quên chưa? Vậy là bạn đã vượt qua 2 phần 3 map rồi. Ok, 2 phần 3 map. Sắp quên rồi, sắp quên rồi. Xuống, xuống, xuống. Rồi, ra, lưu điểm hồi sinh. Nhảy quá. Ây, trời ơi. Lại chết nữa rồi. Thôi xong, kỳ này là coi như là banh cái mặt thiệt sự luôn rồi. Ok. Thôi gắn em ngồi phía trên đi, cho nó đỡ đau. Ây, còn đau hơn nữa. Ây. Ôi, chỗ này đau quá, đau quá. Chịu không nổi đâu. Ôi, mấy ông đừng có đưa tôi mấy cái hình phạt kiểu này nha. Đau vãi chưởng. Ok rồi, 7 cái trên mặt.
Nhảy quá. Nhảy. Nhảy quá. Ây, lại té cái đít. Ok, cái thứ 8. Không biết có vượt qua được con mát này không, thấy chết nãy giờ đó. Ăn gà vô nhảy cho đỉnh cao coi. Hey. À, cái gì vậy? Cái gì vậy? 10 cái. Ui. Ok, phải thua rồi, thua rồi. Thử thách này coi như mình thua rồi nha. Mình bị kẹp đủ 10 cái mặt là coi như mình thua rồi đó. À, nó rơi ra luôn này. Đâu quá, đâu quá. Các bạn coi nè. Ui, đâu quá, đâu quá. Không chơi nữa, không chơi nữa, không chơi nữa. Không chơi nữa, không chơi nữa. Không chơi nữa. Thử thách gì đâu mà. Kinh dị quá. Đỏ hết mặt rồi nè. Ui, đỏ hết mặt mình luôn rồi nè. Ui, đau quá. Mấy bạn nào mà kêu mình gọi là diễn á, kêu mình gọi là kẹp mấy cái này lên trên mặt đâu có đau đâu á, thì mấy bạn thử kẹp đi, mấy bạn sẽ hiểu cảm giác của mình. Nó đau phải nồi luôn, cảm giác kiểu như bị kiến mà nó bu đầy mặt á. Ui, thôi thôi, mình coi như là mình không vượt qua được con map này đâu, mà mình cũng không thực hiện được nổi cái thử thách này rồi. Ok, coi như là mình đã thất bại ở cái thử thách này rồi. Mấy bạn còn cái thử thách nào nhớ bình luận cho mình biết nha. Nhưng mà làm ơn, thử thách nào đó gọi là đơn giản tí nha, đừng cố gọi là kinh dị như thử thách lần này nữa. Ôi đau quá, chịu không nổi đâu. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero nha. Còn lần này thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Coi như là cái lần thử thách lần này là mình bị thất bại đi. Ok, rồi, coi như vậy đi. Bye bye. Bye mọi người. Đau quá chịu không nổi rồi. Tạm biệt. À quên. Yêu anh em phải rồi. Bye.